Rồi, chào tất cả các bạn đã đến với kênh của BK TV nha các bạn. Hôm nay tiếp tục video là chia sẻ cho các bạn về mắt của Moncerene mình các bạn. Trồng được 3-4 ngày vậy nè, 4 ngày giờ tứ phân các bạn. Thì đang tứ phân nè, quay cho cả nhà xem. Ớt thì bữa nay như 4 ngày phải không anh? 5 hả? 5 ngày các bạn. Đây, ớt mưa được 5 ngày cả nhà. Bữa nay ớt được 5 ngày đó. Bắt đầu ớt bén nè, ra thật nhỏ nè các bạn. Đó, ra thật nhí nhí vậy nè. Thì bữa nay sẽ tứ phân các bạn. Thì quay cho các bạn xem. Thì công thức thì chút xíu sẽ ba pizza mình sẽ quay cái công thức hút cho các bạn xem nhiều tỷ lệ sao sao luôn các bạn. Mưa nó mưa tối quá mát hả? Đủ nước luôn á, trên gò này đủ nước. Đủ nước không? Nó phật à, không gò nó không đủ. Hôm nay tứ không phơi không? Tứ không phơi nữa. Bữa nay ớt lú tường nữa phải không? Tứ này vô nữa là nó giọt đúng không? Bây giờ mới phi hả? Đây, tứ lên đọt luôn các bạn. Chạy nước vô phi, chuẩn bị pha phi tiếp theo các bạn. Đây, tứ nãy được phi đó, giờ chạy nước vô để pha phi nữa. Đây là 4 cong, là 4 phi, cong là 1 phi các bạn. Thì lát sẽ quay tiếp tục và chia sẻ các bạn công thức tứ này như thế nào để cho mọi người được nắm. Đây, bây giờ chuẩn bị pha phân với thuốc các bạn. DAB tiêu đen này là công ký quá, công ký phải không? Công ký gì anh Mạnh? Hết mấy ký? Trần không biết đâu. Công ký luôn. Công ký các bạn, ngâm trước nha cả nhà. Đó, giờ nó ra đang sùi nè, nước không à. Miếng trần là 4 kg. Còn phân xanh này thì là phân xanh hả? Phân xanh NBK 30 10 mấy ký? 2 kg lô quá. 2 kg pha chung luôn các bạn. Đây. NBK 30 10 là 2 kg. Đó, là một xô đó các bạn, đổ trực tiếp vô luôn. Sao giãn? Bao đó mấy xị. Rồi đó 5 xị. 5 xị. Đây, giờ tới thuốc nữa mà. Moncerene. Moncerene này nửa chai, 2 chai. Chai luôn. Chai luôn. Chai còn khó. Chai Moncerene các bạn. Vitamin ngon gói. Mantaxi hả? Ừ. 2 bịch hả? 2 bịch. Năm nay Concat nữa vậy ta? Concat nhiều dữ rồi. 4 chùm dữ rồi. 4 à. Đó, Mantaxi nè, Mataxyl nè. 2 gói. Concat thì 4 gói. Trên 1 phi 200 lít. Nhiêu hả? Nhiêu à? Còn gì nữa không? Nhiêu đó à. Này là gì dưỡng với gì anh? Biết gì giờ đây? Thì nói coi. Đủ bài phải không? Đủ chiêu đi. Nè cái công dụng đó gì vậy mày coi với công cát thì biết nè. Ra rễ gì đó không? Ừ. Ra rễ chết cây con. Ừ. đủ kêu cho đủ bài cho các bạn. Căng nữa. Ủa lưới đi đủ không dính cái này dính cái kia. Có ngày mình yếu. Ngày nếu chơi bủa dây chứ không? Rồi giờ quậy lên các bạn ơi. Nước thôi vậy có tán quậy anh chứ. Đi sách kia cho uống nước uống nè. Tán quậy. Ông quậy đi tôi đi sách không đọt hay gì mắc nổi ông quậy mới đâu nè. Đó, quậy lên cho đều rồi mình mới tới nha các bạn. Thì đó công thức thuốc rồi nãy giờ các bạn tham khảo nha cả nhà. Nói chung là mỗi người thì có cách chăm sóc cũng như là trồng khác nhau. Thì chia sẻ cho các bạn một số thuốc cũng như là phân tứ. Nói chung là cũng tương đối như năm rồi, đâu có khác gì đâu. Nó ná không chứ? Hay mình áp dụng rồi. Hay mình xài hoài. Thấy giờ xài thuốc mới cũng ghê lắm. Giờ này năm rồi cũng có xài. Năm nay như nhớ là có thêm Concat à. Rồi có Moncerene, Sirumin như Mantaxi nữa. Năm nay không có. Đây là một số thuốc mà mình cũng sử dụng cho cái tử cuốn tưới đầu tiên trên ớt 5 ngày tuổi nha các bạn. Đó là chai Moncerene nè, trên đây nè, ngăn ngừa trừ nấm bệnh, trừ bệnh nha các bạn. Không lỡ cổ gãy nè, khống chế khô vằn nè. Iron thì các bạn cũng biết rồi. Thẳng thư, xương mai, cao su, đốm lá. Thì Mantaxi thì ngăn ngừa diệt nấm bệnh, chết cây con. Đó. Thì Concat thì ở đây cũng có công dụng nữa bạn. Tiêm phòng vaccine ức chế dàn lùng một hồi và sâu rầy ở bệnh cỏ. Thì đó thì cũng có nhiều thuốc các bạn. Các bạn thì vừa phòng ngừa chết cây con, rồi ăn nhánh, tứ phân, dưỡng thuốc cho ớt mình nó phát triển các bạn, năm chồi. Thì đó thì có nhiều luôn bạn. Thì trên một phi 200 lít này thì Hoa nãy có chia sẻ các bạn rồi đó. Bây giờ thì tứ thì các bạn cũng tứ trực tiếp trên đọt luôn các bạn, không có cháy đọt gì chứ. Thì ông anh này năm rồi có xài rồi, có sử dụng rồi, thì năm nay tiếp tục thêm thằng Concat nữa các bạn, cho cả nhà mình tham khảo. Giờ 3 công này thì tứ khoảng 4 phi hay 3 phi không chứ? 4 công hả? 4 phi. Tương đối công cỡ phi mấy nha mọi người. Công phi đi. Đó, chia sẻ cho cả nhà tham khảo cả nhà. Số cắn quậy tự. Tứ thì cũng đơn giản, tứ trực tiếp nọc luôn, hai người tứ các bạn. Buổi sáng là xong phim. Đó thì ớt mình ở đây thì nè, đọt ớt quay cận cảnh đó cho bạn xem luôn nè. Đó. Đâm tược nhẹ 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 thôi. Thì người ơi ông anh mình nói là sẽ xịt cử. Xịt sâu cũng như kiến này kia quá cắn rồi. Đó, thì cho cả nhà mình xem và tham khảo nha các bạn. Rồi các bạn có không gì không hiểu thì cứ comment dưới phần bình luận ha. Thì có gì hỏi ông anh chia sẻ cho các bạn tiếp tục. Sẽ cho các bạn về cứ phun cử tứ đầu tiên trên ớt cho 5 ngày tuổi các bạn, chưa xịt chưa gì trơn, chỉ tứ phân và thuốc dưỡng ngừa chết cây non cho các bạn xem. Thì video đến đây là hết nha các bạn. Rồi chào tất cả các bạn, hẹn gặp các bạn trong những video clip tiếp theo. Nếu bạn thấy kênh hay bổ ích thì cho một like, một đăng ký, một chia sẻ video để có động lực làm video cho quý anh chị và các bạn xem tiếp tục nha các bạn. Rồi cuối video thì thân ái chào tất cả các bạn, hẹn gặp các bạn trong những video clip tiếp theo.